đất ở đây và không mua thì mua ở đâu nữa nhưng vị. Xin chào cả nhà, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại quán cà phê nhà cổ 2 tại giai đoạn 1 của khu công nghiệp và đô thị Bến Thành Trường Thành Bình Phước. Ngay ngày hôm nay có 4 lô liền kề kế góc như vị giáp với lại quán cà phê nhà cổ và vị trí của chúng ta nằm đối diện công nghiệp 311 ha của Bến Thành. Và chúng ta thì thấy đây là một quán cà phê nhà cổ lợp ngói nha vị. À, thiết kế lợp ngói rất là mát mẻ, võng rất là nhiều võng. Và thời điểm này là 4 giờ chiều cho nên là quán cũng vắng. Và tại những cái thời điểm như là buổi sáng này và buổi trưa, công nhân người ta ăn cơm trưa xong là ra đây nghỉ ngơi, nằm võng rất là mát mẻ tại khu vực này. Và ngay ngày hôm nay không đâu xa cả, kế quán cà phê nhà cổ đây, 4 lô liền kề và giá hôm nay chỉ bằng 50% của giá năm 2021 và 2022. Xin mời cả nhà chúng ta cùng khám phá vị trí bất động sản này, cùng theo Trọng Thơ đi xem vị trí đất này nha. Vâng, và với bất động sản này thì quý vị ơi, 4 lô liền kề kế góc như quý vị, kế quán cà phê nhà cổ. Quán cà phê mà Trọng Thơ đang ngồi là cái nhà máy ngói này quý vị, nhà máy ngói đây. Và kế bên bệnh viện An Phú chi nhánh 3 nha. Nằm song hành với trục đường N3B. Đây cũng là trục chính để dẫn vào khu công nghiệp và đường của chúng ta. Đó, chúng ta chạy thẳng vào cổng công ty CP Food luôn nha quý vị. Chạy thẳng vào công ty CP Food luôn. Và ở đây hạ tầng chuẩn Singapore. Tất cả người dân và mọi mặt bằng kinh doanh cũng được xây dựng lên tại khu vực này rồi. Và từ vị trí chúng ta cách quốc lộ 14 là bên tay trái đây. Đó, chúng ta ra quốc lộ 14 theo trục đường trước bệnh viện ấy ạ. Chúng ta ra chỉ 100m là chúng ta đã tới quốc lộ 14 rồi. Và đối diện là chợ Minh Thành, Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành. Rồi trung tâm hành chính của phường Minh Thành có trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non và dịch vụ y tế Minh Thành cũng nằm tại khu vực này. Ở đây cũng đã có Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh Minh Thành, chợ Minh Thành hiện hữu. Và trước mắt tòa nhà cao cao chúng ta là nhà nghỉ Thanh Thủy. Và ở đây với một vị trí vô cùng tiềm năng và chắc chắn rằng bất động sản khu vực này sẽ sinh lợi nhuận tốt với lô đất này nhé quý vị. Ngang 5 sâu cho 30, đất ở đô thị phun thổ cư và ưu điểm được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng nha. Vâng, với bất động sản này cả nhà chúng ta ai muốn làm hàng xóm với quán cà phê này và kế bệnh viện An Phú chi nhánh 3 đối diện công nghiệp và giáp với lại quốc lộ 14 thì nhanh tay gọi cho Trọng Thơ để Trọng Thơ gửi chi tiết sản phẩm, chi tiết về pháp lý của bất động sản này và chúng ta lên xem thực tế dự án uống cà phê tại quán cà phê nhà cổ và chúng ta xem đất chốt cho vị.